Chào các bác nhá. Shop online Tân Ánh Ngọc Ánh, chào toàn thể mọi người. Giới thiệu với các bác về cái mẫu kéo cắt cành nhá. Kéo cắt cành 4m và 3m nhá. Một số bác là còn thắc mắc là không biết là kéo cắt cành này hoạt động như nào, có hiệu quả hay không nhá. Thì kéo cắt cành này là sẽ giúp cho mình cắt được những cái cành na trên cao nhá. Hoặc là lấy hoa quả từ trên cao đưa xuống nhá. Đây cái mẫu này là mẫu 4m. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác và sẽ cắt thử cho các bác xem luôn nhé. Đây là cái mẫu kéo cắt cành 4m. Thông nó thu ngắn hết cỡ là 2m3 các bác nhé. Phụ kiện đi kèm. Thì sẽ có cho các bác đó là cái lưỡi dao nhé, lưỡi cưa nhé, đây là cái bộ mới đấy, tôi bóc tạm thời ra. Đây như này các bác thấy đây, cắt cành này, lấy hoa quả này, ngắn nhất là 2m3 nhé. Có thêm cho các bác cái lưỡi cưa, trường hợp mà những cái cành mà quá to thì các bác sẽ dùng được cái lưỡi cưa này nhé. Chắc là tôi bóc ra luôn để tôi hướng dẫn cho các bác cái cách lắp lưỡi cưa luôn. Hàng này là hàng trung bình, giá rẻ, ship đi toàn quốc nhá, hiệu quả rất là cao. Tôi lấy luôn cái lưỡi cưa ra nhá. Trường hợp các bác mà gặp những cái cành to thì mình không cắt được thì mình sẽ dùng lưỡi cưa. Cách lắp lưỡi cưa này nhá, thì các bác chỉ việc tháo ốc ở trên cùng này, tháo độc ốc trên cùng ra thôi. Xong bắt đầu mình đặt lưỡi cưa vào. Đặt lưỡi cưa vào nhé. Các bác lưu ý đặt cái lưỡi, cái chiều lưỡi này quay xuống phía dưới này, nhé. Để mình khi mình cưa ấy nó sẽ không mắc cái lưỡi này, không mắc cái lưỡi kéo này nhé. Còn các bác mà đặt ngược lên chiều này thì nó sẽ mắc cái lưỡi kéo này, mình cắt cành nó sẽ bị mắc nhá. Đặt cái lưỡi sắc sang phía bên này. Đấy. Rồi xoáy lại là đã hoàn thành quá trình đắp lưỡi cưa. Đây là gặp những cái cành to, các bác sẽ dùng lưỡi cưa này để cưa nhá, Đấy, cái này cũng rất là bén đấy, các bác nhá. Tôi để luôn. Trong quá trình mà để lưỡi cưa này ấy, thì lại không vướng cái lưỡi cắt nhá, Thế còn về cái kéo này ấy, nó sẽ có hai khúc cho các bác nhá. Đây là khúc dưới này, đây là tay cầm nhá, cái chốt đây này là cái chốt khóa. Khi các bác dùng các bác bỏ cái khóa này ra, phía dưới này thì tay nó sẽ nhả ra, quay ngọn trên. Nó nhả ra như vậy là trên này hoạt động nhá. Hai ống, một ống trên, một ống dưới. Chúng ta muốn dài thêm thì ta kéo ống trên lên, thì các bác bóp vào cái đấy này, đấy, nhả ra, như này. Ở mỗi một vị trí nó có một cái lỗ này nhá. Khi các bác kéo, nhả tay ra và kéo gập cái lỗ này, khi mà gập một lỗ là một khúc nữa ấy, thì cái chốt này tự động nó sập lại. Thì các bác khi các bác dùng là các bác phải kéo đúng cái vị trí này. Ví dụ như tôi làm này, đây là ví dụ như này nhá. Đây lỗ thứ nhất này, xong đến lỗ thứ hai này, lỗ thứ ba này, các bác kéo lên. Đấy, gặp lỗ thứ ba nó sẽ tự động nó cập lại nhá. Các bác cái kéo này chỉ hoạt động được khi mà nó mắc trong lỗ như này, đúng khớp. Đúng khớp này tôi bóp này. Thì các bác sẽ thấy được cái lưỡi kéo ở trên nó hoạt động nhá. Đấy, lưỡi kéo ở trên hoạt động. Thế bây giờ mà tôi để chạch cái khớp này đi. Đấy, để chạch khớp này đi. Thì mình bóp ở dưới này. Các bác xem này. Đấy, chỉ là bóp trơn thôi. Trên kia nó sẽ không hoạt động nhá. Cái kéo này nó có hai phần, phần dưới và phần trên. Thì khi mình bóp như này ấy, nó chỉ có hoạt động ở phần dưới thôi. Nó chưa liên kết với phần trên được. Là nó chưa kéo cái lưỡi được. Có nghĩa là chưa cắt được. Đây này. Khi nó liên kết được cái thanh trên này thì nó mới kéo lưỡi. Thì muốn nó liên kết được thì các bác lưu ý kỹ, nó phải nằm đúng cái lưỡi này này. Đây cái chốt này các bác nhìn này, nó đang cao. Khi gặp lưỡi này, đấy là nó sập xuống. Các bác lưu ý kỹ nhá. Khi đã sập xuống rồi ấy, thì cái dây phía trên này nó liên kết với cái dây phía dưới, hai cái là một. Thì khi đấy mình bóp tay bóp là
là cái lưỡi trên nó sẽ hoạt động nhá. Cái lưỡi trên hoạt động này. Đấy, nha. Thế cái kéo này là kéo 4 mét. Là các bác kéo dài hết cỡ. Tôi sẽ cắt thử cho các bác nhá. Cắt thử cho các bác đây. Cắt thử cho các bác xem nhá. Đấy. Và phía chuôi này. Và phía chuôi này các bác xem này. Tay cầm này là tay cầm một cao su xoay được. Và cái chuôi này cũng xoay được. Xoay được để cho phù hợp với lại cái lưỡi kéo ở phía trên. Phù hợp lưỡi kéo phía trên. Đây. Đây là tôi sẽ cắt thử cho các bác xem cành xấu nhá. Cành xấu. À, anh đưa lên cắt thì em bắt đầu em zoom lại sát ở phía trên để cho mọi người nhìn rõ nhá. Để mọi người nhìn rõ này. Ví dụ như đây là đưa lên kia là không tới, tôi sẽ rút dài hơn, tôi rút dài thêm. Nhưng mà tôi sẽ cắt ở dưới này đi. Cắt ở dưới này đi để cho các bác dễ quan sát, dễ quan sát. À, đây lấy hoa quả này. Rồi. À, đưa cái cành này vào cái lưỡi. À, tiến hành bóp này. Đấy, em dùng lại cho. À, tiến hành bóp nha, tôi bóp nha. À, tôi bóp này. Đấy. Thì khi bóp như vậy nhá, là cái phía trên kia sẽ giữ quả lại luôn cho mình. Giữ quả lại luôn cho mình này. Cái dưới tay cầm này. Cái dưới tay cầm này là các bác lưu ý là các bác phải giữ chặt. Giữ chặt cái tay cầm này. Nếu mà các bác muốn khóa lại thì các bác ấn cái khóa này vào. Ấn khóa này vào và mình sẽ buông tay ra. Buông tay ra nhé. Buông tay ra thì trên này là giữ nguyên này. Đấy, trên này sẽ giữ nguyên cái quả cho mình ở cái kẹp cành này. Đấy là giúp, thứ nhất là giúp mình hái quả trên cao nhé. Hái quả trên cao. À, đây tôi sẽ tháo lưỡi cưa ra khỏi vướng. Cái lưỡi cưa này sẽ áp dụng trong cái trường hợp mà các bác cưa cành to. Cưa cành to nhé. Đấy, còn là mình lấy hoa quả này. Hay là cắt những cái cành na. Cành na, những cành nhỏ bằng đầu ngón tay út chẳng hạn này. Thì cắt rất là ngon lành. Các bác sẽ không phải cần dùng đến lưỡi cưa. Đấy, xoáy lại nhé. Thế bây giờ để nhả ra. Để nhả ra nhé. Để nhả ra này. Đấy, để nhả ra em quay. Các anh em thấy cả hai cây cả trên ở dưới. Thì không được zoom nữa nhé. Đấy, để nhả ra thì tôi bỏ lấy ra. Tôi bỏ lấy ra nhé. Và tôi buông tay ra này. Tôi buông tay cầm ra này. Đấy, là sẽ rơi xuống. Đấy nhá, lấy rơi xuống. Thì cái này là ứng dụng trong cái việc lấy hoa quả ở trên cao. Đây là tôi chưa dùng hết cỡ. Đây. Đây các bác nhá. Nó có tôi xem nào. Một lỗ này, hai lỗ, ba lỗ, bốn lỗ, năm lỗ, sáu lỗ. Và lỗ dưới này là lỗ thứ bảy. Thì các bác kéo hết bảy lỗ như vậy nó sẽ đạt cho các bác là 4 mét. Nhìn đây. Nó sẽ đạt cho các bác là 4 mét nhá. Thế nhưng mà tôi khuyên các bác là mình nên dùng ở cái lỗ thứ 6 này thôi. Để cho cái kéo được vững hơn. Được vững chắc hơn. Đấy, được vững chắc hơn. Thì nó là gần 4 mét rồi. À, kết hợp với lại tay mình đưa lên nữa nhá. Kết hợp với tay đưa lên nhé. Đây tôi sẽ cắt cái cành cao hơn cho các bác xem. Cành cao hơn cho các bác xem. À, các bác nhìn được dưới tay cầm luôn này. Nhìn thấy tay cầm này, quay xoay thầm này. Các bác có thể xoay cái tay cầm này. Xoay tay cầm này theo cái ý là mình muốn. Để cho nó phù hợp với cái lưỡi ở phía trên. Phù hợp với lưỡi phía trên nhá. Đây tôi sẽ cắt cành trên cao luôn. Đây trên cao luôn này. Đây nha các bác nha. Đấy. Em zoom sát ở phía trên. Đấy, các bác quan sát nhá. Sát chưa? Rồi. Đấy. Đây tôi đưa lưỡi vào rồi đấy. Tôi đưa lưỡi vào đấy. Đây ở phía dưới này. Ở phía dưới tôi bóp này. Rồi. Rồi đấy các bác không? Rất là ngọt ngào. Và cả cái cành nó sẽ được giữ lại. Giữ lại và đây này các bác quan sát này, cái tay tôi cầm này, tay ống chun này. Ống chun này là kéo lên kéo xuống này. Xoay được này. Thì khi mình đưa xuống ấy là mình sẽ thả tay mình dài ra. Đấy để cho đỡ cái kéo. Nó đỡ kéo nhá. À đỡ cái kéo này. Và phía dưới kia. À, tôi bỏ tay cầm ra này, bỏ tay bóp ra sẽ rơi ra này. Đấy nhá. Thế đây là cái quá trình mà cắt cành lấy hoa quả trên cao. Lấy quả trên cao. Thế đây là tôi đang thử hái mấy quả xấu. À, giới thiệu cho các bác luôn, các bác miền Bắc thì biết rồi. Còn các bác miền Nam hay là Tây Nguyên thì cũng không biết cái này quả này là quả gì. Quả này là quả xấu. Xin lỗi các bác nhá. Mới nói đến quả xấu là nhốt nước miếng rồi. Đấy. Cái này là xấu này là vừa xấu bánh tẻ vừa non. Quả này là quả chua này, giúp cho mình ngâm đường ăn hoặc là nấu canh chua rất là ngon nhá. Cái đối với các bác nào mà ăn sống ấy
thì là lấy cái quả số bao tử nó sẽ ngon hơn. Cái cây này là khá to rồi, tôi sẽ đưa cho các bác sang bên này cầm lên. Sang bên này tôi cắt một cái cành số bao tử nhá. Bên này cầm của bác đi. Đây, bên này tôi sẽ hái cái cành số bao tử bên này ấy, thì nó sẽ ngon hơn nhá. Cái ứng dụng của kéo bắt cành này rất là hay các bác nhá. Cắt cành này, lấy hoa quả trên cao này. Đây, cái này đúng gọi là tầm số bao tử này. À, các bác quan sát kỹ nhá. À, các bác đưa cái lưỡi kéo lên cái cành. Đưa cái kéo lên cành này. Bây giờ ở phía dưới này, các bác quay cái tay này. Cái tay này các bác cầm cái ống chun này. Các bác vươn lên cao hay vươn lên thấp tùy các bác nhé, để cho dễ chịu. Và khi mà cái lưỡi kéo này đã bắt ở trên kia rồi ấy, trên kia vào rồi thì ở dưới này các bác có thể xoay cái tay cầm này. Đây, các bác có thể xoay cái tay cầm này để cho phù hợp với cái chiều lưỡi kéo ở trên nhé. Đây là nó tính thiết kế rất là kỹ rồi. Đây là tôi, bây giờ tôi đưa lại cái cành này này. Đây tôi sẽ hái cành này các bác xem nhá. Đây là số bao tử này. Đây. Em zoom luôn. Đấy, giờ zoom lại chưa? Đây, bây giờ tôi bắt đầu tôi bóp này. Tôi bóp tay cầm này. Rồi. Các thấy không? Thì cái số ở trên cao tôi sẽ khóa cái nãy này lại. Ở dưới này này. Quay về đây. Ở dưới này nhá. Tôi khóa nãy này nhá. Các bác xem này. Cái nãy đen này này. Đấy, tôi khóa lại rồi. Là quả nó sẽ không rơi xuống nữa. Đây, trường hợp mà gặp cái quả nặng ấy. Gặp cái quả nặng mà cả kg ấy. Thì các bác cầm như này. Các bác thả xuống thì nó sẽ dễ võng cái kéo, mà có khả năng là nó không được chắc chắn. Thì các bác khóa cái tay cầm lại. Và mình cầm cả cây kéo như tôi cầm này. Đút gần gần xuống. Và mình cầm ở giữa như này. Sau đó mình hạ xuống. Đấy, hạ xuống. Hạ xuống nhá. Bắt muối rồi. À, hạ xuống thì nó sẽ an toàn hơn. Đấy, nó sẽ an toàn hơn. Đấy, mình hạ xuống. Ví dụ như mình lấy cái quả, một quả bưởi hay là cái quả gì nó to nhá, quả gì nó to thì mình sẽ làm như vậy. Thế đây là quả số bao tử nhá. Đây để tôi nhả cái tay cầm ở dưới này ra. Đó, tôi nhả ra. Nhìn đây. Tôi nhả ra nhá, thì phía trên này cái lưỡi này sẽ tự nó nhả, tự nó nhả thì sẽ rơi ra. Ở đây các bác này, đây là số bao tử này. Cái này nó còn tí gai, hạt nó lon. Loại này mà ăn chấm muối thì thôi rồi. Nói chung là chảy nước miếng rồi, phải thử một quả thôi. Ngon lắm các bác nhá. Đây kết hợp với này, tí muối nhá. Tôi này tôi thích nhá. Muối trắng với lại mì chính. Cắn nó ra. Cái này các bác này chén cả hạt luôn. Ôi à. À thật chà. Ôi nó ngon. Nó chua chua. Chát chát. Rất là bùi các bác nhá. Cái đây này, chỗ này là lúc này là lúc xấu ngon nhất đấy. Người ta gọi là xấu bao tử ấy. Người ta mua về người ta sẽ ngâm sẽ muối mà các bác ăn nó vừa chua nó vừa giòn đấy. Đây là xấu bao tử nhá. Thế đây là cho các bác thấy được cái thực tế hoạt động của cái kéo cắt cành, và tôi cắt thực tế cho các bác xem nhá, thực tế các bác xem luôn. Đó. Thế còn một vấn đề nữa các bác hay mắc phải, thì các bác bảo là bóp tay cầm ở trên không hoạt động. Đấy, ở trên không hoạt động. Là bác lưu ý kỹ giúp tôi ấy, là cái nửa trên này và nửa dưới các bác kéo phải sập đúng cái nỗ này. Đây ví dụ đây là nỗ nhá, tôi kéo xuống sập như này. Thì ở phía dưới này, ở phía dưới này tôi bóp tay cầm ở trên kia nó sẽ hoạt động nhá, lưỡi kéo nó sẽ hoạt động. Đấy. Thế còn trường hợp các bác mà để nó không trúng cái lưỡi, không trúng cái nỗ này, để tầm ngang chừng như này, đấy, để tầm ngang chừng như này, thì mình bóp ở phía dưới, đây bóp phía dưới này, các bác xem tay tôi bóp này, bóp thì gạch nhưng mà phía trên sẽ không hoạt động tí nào, nó không kéo tí lưỡi nào nhá, không kéo tí lưỡi nào. Đâm ra khi mình dùng ấy là mình phải dùng đúng vào cái nỗ này này. Đã kéo đúng cái nỗ, sập chốt ra lại nhá. Rồi xin cảm ơn các bác đã theo dõi video nhá. Kéo cắt cành 4m và 3m, hàng ship COD đi toàn quốc. Ứng dụng trong việc là cắt tỉa cành ở trên cao, lấy hoa quả trên cao. Đưa xuống không bị vỡ, không bị gãy nhá. Độ dài thì nó hai loại. Loại 4m và loại 3m. Đây các bác quan sát kỹ này, tôi lấy lại một cành nữa này. Đây bà xã tôi bảo là lấy cho em một chùm nữa. Đây cái này thì số bao tử đi, ăn kiểu gì cũng được. Túi như này mà các bác
cho vào ngâm mắm luôn cũng rất là ngon nhá. À, đây tôi cắt này, đây các bác quan sát nhá, tôi bóp vào dưới này, đấy cái kéo nữa trên nó cắt mở này, à, đưa vào đúng cái cành này, rồi bóp này, đấy các bác thấy không, bóp như vậy và mình sẽ giữ tay, mình không muốn giữ tay thì mình khóa lại nhá, à, hạ nó xuống. Đây tôi khóa lại luôn để cho nó đứng lại như này. À, các bác chú ý thêm nhé. Khi mà cắt ấy, thì mình phải đưa cái phần quả này nằm ở phía bên này. Khi mình đưa lưỡi lên ấy, bên này là bên tay phải này, bên này là bên trái này. Các bác phải đưa cái cành quả bên phía tay trái. Thì qua khi cái lưỡi này cắt xong, nó sẽ còn cái lưỡi nhựa ở phía ngoài này để nó kẹp cành lại. Còn các bác mà đưa ngược phía bên này, nó cắt xong cái nó sẽ rơi luôn. Nên là không còn nữa nhé. Rồi xin cảm ơn các bác đã theo dõi nhá. Hàng ship COD đi toàn quốc. Rồi xin cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác trong video sau nhá.